Anh hùng phương nào nên đón, xin mời ra đây. Trưởng môn nhân Quan Trung Tứ Phái Đại Giá Quang Lâm, Trường Lạc Bang vô cùng vinh hạnh, đặc biệt đón tiếp. Thì ra là bố tiên sinh đích thân nên đón, thật là vô cùng vinh hạnh. Tại hạ khoái đao môn Lã Chí Bình, các vị đây là bằng hữu của ta. Quy danh của chư vị đã biết từ lâu rồi, chư vị là tri kỷ của Tư Đồ Bang chủ, tất nhiên cũng là khách quý của Trường Lạc Bang. Đúng là khách quý đến nhà rồi. Bố tiên sinh quá lời rồi. Đây là vài món đặc sản bọn ta đem từ Quan Đông đến, vài tấm da chồn, còn có vài cân nhân sâm, xin tặng cho Thạch Anh Hùng và bố tiên sinh cùng các vị hương chủ. Chúc thành ý này, mong các vị đừng chê cười. Các vị khách khí quá rồi, lại hậu lễ như vậy. Mỗi mỗi từ chối thì bất kính, nhận lễ thì lại hổ thẹn. Quý bang Tư Đồ lão bang chủ, năm xưa khi còn ở Quan Đông, cùng tại hạ và ba vị bằng hữu đây giao tình nồng hậu, mai nhờ Tư Đồ đại ca không chê bai, bọn ta cũng coi như sống chết có nhau. Bên trong đó một củ nhân sâm đã thành hình, đáp vài trăm năm tuổi, có thể kéo dài tuổi thọ, cũng coi như thiên hạ hiếm có, đặc biệt tặng cho Tư Đồ đại ca. Ta thay Tư Đồ ban chủ đa tạ các vị, nhưng mà Tư Đồ lão ban chủ đã ẩn cư thâm sơn, ta nhất định phái người sẽ đem đồ tới đó. Không biết Tư Đồ đại ca đang ẩn cư nơi nào, tại sao ông ấy lại thoái ẩn? Bố tiên sinh, tin tức mà bọn ta nhận được ở Quan Đông lại không như lời ông nói, cho nên bọn ta tới Trung Nguyên lần này chính vì muốn đem chuyện này điều tra rõ ràng. Cách xa vạn dặm nghe sai lời đồn, không biết chư vị nghe họ đồn đại những gì vậy? Điều bọn ta nghe được là Tư Đồ đại ca là bị kẻ gian trong Trường Lạc Bang các ngươi hãm hại, chết một cách không rõ ràng. Chức vị ban chủ hiện giờ lại rơi vào tay một tên thiếu niên hoang dâm vô độ, lãng tử tàn bạo hung ác. Được, lời của Lã ban chủ quá là sắc bén. Vậy tại hạ xin hỏi, có phải ông từng ở quán trà biểu diễn mưu sinh hay không? Ăn nói sằng bậy. Lão già bình tật ngươi, cứ việc nói thẳng, không cần vòng vo với lão nương. Tư Đồ đại ca rốt cuộc đang ở đâu? Thật là thất lễ, ta thật sự không thể nói. Ta dùng phi đao bắt ngươi nói. Nhìn cái vẻ khi bị trách phạt của các ngươi coi, một tên bạch dạng kiếm cỏn con đã đánh cho các ngươi thành bộ dạng này, hả? Còn làm ăn được cái gì nữa? Không báo được chủ. Nói. Bạch dạng kiếm vô công cao cường, nếu tiếp tục cầm cự như vậy, chỉ sợ bất lợi cho bổn quan. Mau đi báo với bối tiền sinh. Còn nữa, phải thêm người canh giữ bọn đệ tử Tuyết Sơn bị nhốt, tuyệt đối không được sơ sót. Đi mau. Dạ, thuộc hạ sẽ đi ngay. Lấy lại tinh thần đi. Nhưng trên giang hồ cũng xem như có một chút tiếng tăm, các người khăng khăng cứ nói ta nói dối, vậy thì ta sẽ nói dối tới cùng vậy. Kẻ hại chết Tư Đồ đại ca chắc chắn là tên họ Bối nhà ngươi. Bọn ta đã đến Trung Nguyên, chính vì đến để báo thù cho Tư Đồ đại ca thì đã chẳng mong sống sót trở về. Ông Nam Tử Hán đại trượng phu dám làm dám chịu, mà nói rõ ràng cho ta, Tư Đồ đại ca rốt cuộc còn sống hay đã chết? Bối hại thật ta đã ôm bệnh nhiều năm nay, hại ta chết cũng không được, sống cũng không yên, sống trên đời này còn có ý nghĩa gì? Cao Tam nương tử nếu muốn giết ta, cứ việc động thủ đi. Hay cho ngươi cũng mang danh nghĩa võ lâm là giở trò vô lại này với lão nương. Ngươi không nói cũng được, gọi tên tiểu tử họ Thạch đó ra đây cho ta. Lão nương đích thân hỏi hắn. Đây không phải bằng hữu tốt của huynh sao? Cao Tâm nương tử, thật không dám giấu, ban chủ bọn ta thật sự rất thích phụ nữ, nhưng mà người chỉ thích những tiểu muội trẻ trung xinh đẹp, ôn hòa nhã nhặn mà thôi. Người trên khắp thiên hạ đều biết huynh rất thích các cô nương xinh đẹp. Huynh đâu có thích cô nương xinh đẹp. Nhưng mà cô,
hơn nửa tuổi đời nói gì đến thước tha yếu điệu. Vô lại. Bao các vị, bổn ban có chuyện gấp, thất lễ rồi, cáo từ. Bổ tiên sinh dừng bước. Tư đồ đại ca vẫn còn chưa rõ tung tích, nhất định phải truy cứu tới cùng. Bọn ta dù thịt nát xương tan cũng không hối tiếc. Trường Lạc Bang các người có phải sợ rồi không? Mau ở lại hết. Đừng đánh nhau nữa. Đừng đánh mà. Đừng đánh. Các người không phải muốn gặp ta sao? Bây giờ gặp là được rồi. Tham kiến ban chủ. Tham kiến ban chủ. Đứng dậy hết đi, đứng dậy hết. Tạ ban chủ. Tạ ban chủ. Thạch Ân Công, cậu chính là tân ban chủ của Trường Lạc Bang. Bối tiên sinh, đây đều là những gì bằng hữu ta mới kết giao. Mọi người tuyệt đối đừng có đánh nhau. Được rồi, nếu bây giờ đã có ban chủ trì đại cục, vậy thì còn gì bằng chứ. Bọn ta nghe lời đồn đại, nói Tư Đồ đại ca bị kẻ khác hãm hại. Nhưng thật không ngờ, Thạch Ân Công lại chính là tân ban chủ của Trường Lạc Bang. Thạch ban chủ hào hiệp trượng nghĩa, nhất định không làm những chuyện xấu xa hổ thẹn với Tư Đồ đại ca. Nhưng thật sự không biết Tư Đồ đại ca rốt cuộc hiện đang ở đâu. Bối tiên sinh, người mà bọn họ nói đến. Ban chủ, xin ban chủ thứ tội, chuyện này thuộc hạ chưa từng nhắc qua với ban chủ. Tư Đồ lão ban chủ đã ẩn cư thâm sơn, không tiếp người ngoài, cho nên mới xảy ra chuyện hiểu lầm như hôm nay. Thạch anh hùng, vừa rồi tại hạ nói năng vô lễ, đắc tội bối tiên sinh, kính mong bối tiên sinh thứ lỗi. Nhưng mà Tư Đồ đại ca và bọn ta có giao tình gắn bó, lần này tới được Trung Nguyên, bọn ta muốn được gặp huynh ấy một lần. Vẫn mong Thạch anh hùng tác thành tâm nguyện. Tư Đồ đại ca không tiếp người ngoài, nhưng bọn ta không phải người ngoài. Bối tiên sinh, không biết chị Tư Đồ đại ca này... Ban chủ à, chuyện này kể ra dài dòng. Như vậy đi, mời bốn vị tới Trường Lạc Bang nghỉ ngơi uống rượu trước. Ban chủ thấy như vậy có được không? Được. Huynh, Tình Ninh đang đang không sao đâu. Bạch Đàn Kiếm, ngươi cũng to gan thật, một mình lại dám xông vào Trường Lạc Bang. Ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi. Bớt nói nhiều lời đi. Họ đều cái sư huynh đệ đồng môn của ta, thả hết ra. Đừng hòng bắt hắn cho ta. Đại hiệp, tiếng tâm đại hiệp quy trấn giang hồ, đến Trường Lạc Bang ta không biết là có chuyện gì đây. Hôm nay Tuyết Sơn phái bọn ta tới, hy vọng ông có thể thả hết tất cả các sư huynh đệ bổn bang, đồng thời giao vị ban chủ này cho bọn ta dẫn đi. Tuyết Sơn phái, ta chưa từng học nghệ ở Tuyết Sơn phái. Ngươi còn không dẫn, hay cho phụ mẫu của ngươi hành hiệp trượng nghĩa lại sinh ra một tên nghịch tử giống như ngươi. Đại nghịch bất đạo, trời đất không dung. Bạch Quýnh dừng tay. Tại hạ trang chủ Quang Đông Dạng Mã Trang, cao tam nương tử.
Bạch anh hùng, liệu ngài có thể nể mặt ta tạm thời thu binh đao của mình có được hay không? Bọn ta bất tài, nhưng có thể đứng ra làm chứng, đứng giữa hòa giải đôi bên. Đúng vậy, có chuyện gì từ từ nói, không ngại thì mời vào trong uống chén rượu. Mẹ đường chủ. Có. Mời mọi người vào trong đi. Dạ. Các ngươi ở đây chờ ta. Rõ. Dạ. Ê, bà chủ,